Xin chào tất cả các bạn, mình là Mỹ Tiên. Hiện tại thì mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người vui vẻ, hòa đồng và năng động. Sở thích lúc cảnh của mình thì thường là xem phim, vẽ và đặc biệt là mình rất thích đi du lịch. Đối với mình thì việc đi du lịch không chỉ giúp mình khám phá và những vùng đất mới về ẩm thực, về con người hay văn hóa, mà nó còn mang đến cho mình một cảm giác rất là thoải mái và tự do. Mỗi một chuyến đi thì thường mang đến cho mình một cảm giác tích cực, giúp mình rèn luyện kỹ năng sống tốt hơn và cảm thấy trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn. Và mình thì đã đi được một số ít quốc gia như là Malaysia, Campuchia, Đài Loan và Thái Lan. Thì khi mà các bạn cũng biết thì Đài Loan và Nhật Bản có những nét tương đồng về địa lý cũng như là về văn hóa. Thì khi mà được biết cái cuộc casting này của Zabo thì mình đã rất là mong đợi, thích thú để có được cái cơ hội đến với Nhật Bản. Và ở đây chính là Peppu. Sau khi mà mình xem video của giới thiệu về Peppu của Zabo thì mình thấy là Peppu là một nơi rất là yên bình, có lối sống chậm rãi và thiên nhiên thì có vẻ rất là trong lành, mát mẻ. Chắc hẳn đây là một nơi rất là phù hợp để du lịch nghỉ dưỡng và thư giãn. Nhưng mà không vì vậy mà Peppu buồn chán hay không có hoạt động gì đâu nha. Peppu còn được mệnh danh là thiên đường xứ onsen. Do đó điều đầu tiên mà mình muốn làm khi đến đây và mình nghĩ chắc hẳn là mọi người ai cũng phải làm đó chính là trải nghiệm tắm onsen. Thì không chỉ là tắm những cái hồ nước nóng mà chúng ta còn có thể tắm bùn nè, tắm cát nè. Mình thì chưa bao giờ trải nghiệm tắm onsen cho nên là mình cũng rất là hồi hộp và mình không biết là tắm onsen sẽ như thế nào và mình có trải nghiệm đúng cách ở lần đầu tiên hay không. Bên cạnh những cái hồ nước nóng dùng để tắm thì chúng ta còn có những cái hồ nước nóng dùng để ngắm nữa, mà còn được gọi là bảy địa ngục chốn nhân gian. Trong đó thì đặc biệt mình hứng thú nhất với cái hồ Umichikoro, với một cái màu nước xanh như biển và có những cái làn hơi nước bốc lên á, nhìn rất là thơ mộng. Nhưng mình không biết chắc là ở bên ngoài đó có đẹp như thế hay là đẹp hơn không, thì để mình đi rồi bằng biết cho các bạn biết nha. Nhưng mà mình có thể làm điều đó hay không thì tất cả thì phụ thuộc vào các bạn đó. Vậy nên là các bạn ơi, hãy like, share và tặng video này giúp mình nhé, để tiếp thêm động lực cho mình và cũng như là cùng mình đi đến Peppu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cuối cùng mình muốn gửi một phần quà nhỏ đến các bạn, đó là mình sẽ hát một bài. Mình hát thì không có hay nên là có gì bạn thông cảm cho mình nha. Because you know I'm on the boundless way, boundless way, no travel, and on the boundless way, boundless way, no travel, and on the boundless way, boundless way, no travel, and on the boundless way, boundless way. Yeah, it's very clear, I am no side true, but I can shake it like I'm supposed to do.